bên người khách hàng đó. Là hai bên mà cùng đi chủ động bán thời gian nó giống như là anh trang mà đang gồm bài hai người anh trang để anh đi nhau một cái nhà bắt đầu mà chị nữa cả hai cùng đúng nhà hai thì đang bị đúng rồi nhưng mà nó bị loạn thì
là anh cũng phải nhiều hơn một chút lùi về nhá, nhưng mà làm cái gì quyết quyết theo cái tiền cái lồng thế nào đó mà rồi đi lại để sập chợ đó coi nhà thì nghe thôi. Và cái nhà nghe rồi bởi vì này khi nếu mà anh chị theo tốc độ em đến được là khu vực đúng nhà nhưng phải chắc gì khi theo tốc độ em phải chắc gì chắc chân như mặt bàn 2 3 1 2 3 4 5 6 2 2 cho mình nhanh hơn chứ đó rồi bởi vì nhà bàn nhanh đây là cái nhà1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6 3 2 3 4 5 6 1 2 3